nào? Chú bắt đầu vào với lý tưởng năm nào? Đó, năm 65. Dạ. Mẹ. Rồi rồi. Chú tên gì chứ con hỏi lại. Tôi Nguyễn Ngọc Sơn. Nguyễn Ngọc Sơn. Nói cả chữ lót được luôn. Nguyễn, phải nói hết. Rồi năm nay nhiêu tuổi à? 77 tuổi. Là lớn Lý Tống khoảng chừng nó thì năm nay 75. Dạ. Nó nhỏ tôi khoảng 2 tuổi, tôi nhớ vậy. Không không, tôi giờ tôi biết mà, tôi chắc mà. Nó sinh 44 mà. Rồi vậy hả? Tôi 42, nó 44. Hả? Chú nghĩ không giờ con á, tại vì con muốn biết, tại tuổi con là thế hệ trẻ. Thôi đó, tôi biết nó từ khi mà nó qua A37 năm 65, có nghĩa là lúc đó là bay đó, đi bay đó. Phải tôi đã đại quý rồi. Dạ. Nó là mới ra trường, mới ra trường là chuẩn quý. Không, không có chuẩn quý, không chưa tới nữa hả? Không á, thiếu quý. À, thiếu quý thì phải về học 2 năm quân sự là ra thiếu quý. Trong năm thiếu quý ra trường là khi nào những sĩ quan gửi về Thủ Đức học á, yeah, ra chuẩn quý. Được. Còn đời là không quân hải quân ra là thiếu quý. Yeah. Là chú Sơn, vậy là chú Sơn là lúc đó là chú đại quý rồi. Rồi đại quý phải đại đội trưởng là cái gì? Không phải đại trưởng, kêu là phi đội trưởng. Phi đội trưởng. Ông già con thì đại đội trưởng, tại vì ông là bộ binh. Phi đội trưởng, rồi mới tới phi đoàn trưởng, rồi tới không đoàn trưởng, đó, rồi tới sư đoàn trưởng. Con thì không biết gì cũng đó. Cũng như nói bộ binh à. Trung đội trưởng, đại trưởng quý mới ra trường, trung đội lạc ra, rồi coi đại đội trưởng. Rồi đòi từ đại đội trưởng mới lên tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng mới lên trung đoàn trưởng, rồi tới sư đoàn. Người không quân. Dạ. Chú đi lính bao nhiêu năm thì mình đứt phim? Tôi đứt phim năm 72. Ủa, bị tù binh hả? Dạ. Vụ mà quá lo, quá lo. Dạ, vụ mà bờ sông Thạch Hãn mà trả quân qua rồi hả? Mạng bạn của có, mắt, ông mới chết đó phải không? Ừ, rồi. Mạng thân bạn thân của ông khi nó đưa ra đó đó, tôi vậy nha, thấy tôi cấp tá đó, nó mới đưa vô bãi lò bị không quân nữa. Chú Sơn á, ở Mắc Kè, rồi đến năm 73 ông được về. Là chú bị năm nào? 60 mấy? Chú bị năm 6 mấy? Ông bị năm 72. À, có nghĩa là ở giờ ông được năm? Không, mấy tháng à. Mấy tháng? Rồi nó đưa Việt Nam, nó mới đưa đi lên Lạng Sơn Cao Bằng. Ồ, vậy hả? Nhốt chung với lại Việt Kiều. Rồi Tâm Úc. Là chú á. Hai cái tội ác nhất của nhân dân. Dạ. Là điệp, là tức Tâm Úc. Dạ. Giặc lái. Dạ. Không đội đội chung. Dạ. Còn cấu là tướng nghĩ dù cái quân kiến nó vô thường lắm. Dạ, đúng, nó chỉ hỏng tù nhất là 81 bắn quánh ở trên đầu, nó quánh xuống nó chịu nổi. Thứ hai là giặt lái, giặt lái quánh đầu nó xuống nó chịu không nổi. Một cái bô giết nó cả mấy đó thì đúng rồi, còn mình biết hết, cắn trùng là chết không thằng. Một chơi một, một chơi một, một chơi một. Còn cái kia chú chơi cái không chết cả đám rồi, đi dĩ nhiên là nó nói chung thật sự cái đó là đúng, nó hình thành cũng chết luôn. Bởi vì là giặt lái là phải khổ hơn là mấy thằng kia. Thứ hai cần bị cúp dầu Tâm Úc á, quýnh cộng chiến với nó. Thứ hai là nhào chung vô trong đơn vị của nó mà nó không biết. Dạ. Đó, Tâm Úc cứ nhảy tón đó. Dạ. Là kêu, nó kêu là tiếp. Dạ. Còn tôi giặt đái. Dạ. Hai thằng. Vậy là chú có nghĩa là chú được trao trả tù binh? Không. Không nữa. Tới năm 80 nó mới thả. Ồ, ở tù có nghĩa là tới năm 82. Dạ. Còn ông đại tá Thọ mà coi chiến đồn dù á, là ổng thả sau tôi một năm. Ổng ra đó nó cho ổng nuôi heo nuôi bò gì đó không biết. Nhưng mà có khổ lắm không? Con thấy có nhiều người sao nó chết chóc thì tùm lum ở trong tù. Chuyện tù á, nói tiếng tù mà tù thì tâm, không có sướng rồi, tù nào mà thành phần sĩ quan đó là hận thù của nó. Nó bởi vì nó đại hại. Ông có mất can kia mà nó cùng quýnh gãy chương gãy giò mà. Mày là Mỹ con biết. Bây giờ mày cãi lệnh hả? Tao quánh. Đúng, đúng. Cãi là tao quánh. Đó, ổng cái ngày ổng thả ra, ổng phải chống nạn đi mà. Dạ. Wow. Cãi nó, đúng. Nhiều khi nó nói tiếng Anh nó không hiểu. Không phải, nó có người. Nó có người. Nó có người thông dịch. Người của nó nói tiếng Anh giỏi lắm á. Đúng rồi. Chứ không phải. Đúng.
có nghĩa là cộng sản là lúc đó là đã nói tiếng Anh giỏi rồi phải không? Không phải nó hết, nhưng mà nó có cái người nó có bộ phận tiếng Anh của nó, phần viên nó. Dạ. Còn là mấy còn mấy thằng mà già mà làm cấp lớn á, chồng mày chơi tiếng Tây không à? Dạ. Có nghĩa là chú nói là chơi mắt Ken mà ra mà vẫn bị tụi nó vớt cỡ đó đó hả? Tại vì á cái mương. Dạ. Nó bắt tụi bên Mỹ ra. Không phát sản, không phát bao tay, bắt hốt bằng tay, kích gan, cự lại, đúng, đúng. Là mày bắn tao, đúng. Cái này tao không làm, đúng. Nếu mà bắt tao làm phải có sản, có đồ, tao không có vỗ tay, nó nói gì là mày cãi, cử là đúng, mày cãi, không nói ok, nhưng mà nó không có sản, nó nghèo chết mẹ, không phải nó sản. Có nhưng mà nó muốn, nó không cho, à, nó đài, mày Mỹ hả? Nhưng mà con hỏi chú thêm câu nữa. Nhưng mà sao là ông John McCain là ông giúp cho cái gọi là cái gì? Cái Âu mình phải không? Giúp cái chương trình Âu phải không? Là cái bài gì quên rồi. Như vậy. Khi ông sống với bên Việt Nam tù đầy đó. Dạ. Nên ông thương cái quân đội miền Nam lắm. Đúng, đó, đúng. Chồng chết rồi ông cũng cho đi cái viện McCain. Đúng. Đó, con lai. Đúng. Mày qua mày chiến đấu đứng ra mày lấy đã rồi mày bỏ hả? Dạ. Không được. Mày đúng. Phải là đúng, cái đó là cái nhân bản. Cái đó là tính nhân bản đó con người. Dạ, đúng. Đó. Còn bà là chồng bị tù chết từ kia nọ hả? Dạ. Tại sao không cho mấy người vợ của siêu ăn đi? Đúng. Ấn Độ hỏi tên thượng nghị viện, ông giải thích. Đúng, đúng. Sống với cộng sản là coi vô thần hơn là con thú con vật. Đúng, đúng, đúng. Cái có nghĩa là cái chế độ người ta nó bị có nghĩa là gì? Nó bị problem, con nghĩ là nó bị problem quá mà nó không sửa. Trung tá phi công mà rớt xuống mà nó còn quýnh con gãy giò gì nó. Còn tới với sĩ quan miền Nam nó quýnh con te tua nữa, đúng rồi. Thì chú nghĩ con thì con nghĩ tại vì con thật sự là hậu sinh gả quý đó. Nhưng mà tụi con á, tại sao này á, thì tụi con thấy nói chung thì mình cũng nói thẳng ra là mấy chục năm rồi. Rồi mỗi người cứ âm ỉ cái gì đó, cái nỗi buồn chứ con không nói gì, cái nỗi buồn. Nhưng mà chú có thấy muốn giải tỏa nó không? Cái đó con hỏi thiệt, mấy chú có muốn giải tỏa cái nỗi buồn không? Nhưng mà nỗi buồn đây rất là, nó có hai thứ. Đúng. Chẳng hạn như vì gia đình. Đúng, là buồn. Con về đất nước. Là buồn. Không nên. Yeah. Cái chuyện gì đến nó sẽ đến. Yeah. Cũng như tôi ra trận nó bắn trúng tôi rớt, còn bắn trúng là tôi xong. Có nghĩa là mình người gọi là giống gì, giống như võ sĩ mà lên đài đúng, thua là thua, biết thắng là biết cái thắng. Chuyện gia đình không giải tỏ được. Đúng. Nên tôi nói trước khi phải trị gia đình trước, giờ mới tới tổ quốc sau. Nhưng mà sau này thì cái chuyện của gia đình chú đã được thỏa mãn cái diện HO phải không? Không không, không có thỏa mãn. Đi vượt biên chứ không có mà dù HO bố ông vợ đó. Dạ. Yeah. Lúc đó cho HO tới năm 90. Nhưng mà mình đi trước, mình thấy mình chạy trước. Tại vì thân nhân đó. Dạ. Gốc tiền đóng có vàng. Ồ, rồi có mất bao nhiêu người trên biển không? Không, chiếc tàu tôi đi êm lắm. Dạ. Yeah. Có nghĩa là chú đi vượt biên nhưng mà cuối cùng là êm ái, không có bình rồi đó, lên trên Lô Bi Đông đó. Dạ, Bi Lô Bi Đông. Lúc đó nó gần 30,000 người, đông lắm. Dạ. Nó tới mười mấy băng đảng cướp. Không có ai của tụi nó hả? Tụi không, Malay của hả? Tụi mà vượt biên á. Dạ, nó lập băng đảng cướp luôn hả? Nó mới lập ra để mà nó cướp giật tàu nào không bị cướp con kia nọ, tối đó nó lấy vàng lấy dòng rồi nó hãm hiếp nữa. Cái đó là người Thái à, người Việt không, Nam? Người Việt Nam. Người Việt Nam mình mời làm người Việt Nam mình. Đó. Việt Nam giờ nó ở trên đảo không có nước nào nhận nó nên nó mới lập băng đảng. Ủa chứ không phải là tụi Thái Lan rồi. Tụi rồi đó, đây tôi kể câu chuyện năm 80 đó. Năm 80 đó. Cái ông Quỳnh Công Ánh nè, ông cũng ở trên đó nè. Dạ. Quỳnh Công Ánh ở đây nè. Dạ, dạ. Đó. Tôi nói bây giờ tôi gặp cái hội cựu quân nhân. Ừ. Hết, anh là địa phương quân, anh nghĩa quân, gì cũng là quân nhân. Dạ đúng rồi. Chúng ta hợp tác nữa lại. Dạ. Tại sao cộng sản mình không sợ, mà sợ mấy cái thằng này. Đúng rồi, mắc mớ gì. Tôi lấy những cái bao bố mà đựng gạo đó. Đúng. Cái thằng
chặt rừng khúc cây. Đúng. Tôi lên tin phòng tin hô lên tất cả những anh em băng đảng kia nọ tin viện lúc đó không có ai dám làm trưởng thôn. Rồi, rồi. Okay, con thích nghe nói chuyện với chú Nguyễn Ngọc Sơn rất là nhiều. Năm nay là chú 74 tuổi. Rồi chú 77 tuổi. 77. Trời ơi. Con hạ cho chú, con hạ chú để chú còn không, đi kiếm không, bà nhỏ nữa mà không, chú không, không muốn không, hả? Không, không muốn hả? Hết rồi, hết xí quách rồi hả? Bà nào già nhất năm nay á là 44 tuổi, 33 tuổi. Ở bên Cali, ba bà. Tôi ba đây tôi mới lấy vợ. Ủa như vậy, về chú bốn bà. Tôi năm mấy tuổi cưới một cô mới ra trường, hai mấy tuổi. Ngon vậy đó. Rồi bà thứ nhì cũng vậy nữa. Rồi cuối cùng đến tới năm 2007-2008 tôi bị mất đầu. Nói chung thì con nói thiệt chú á, thì cuộc đời mà đàn ông mà mình này, nó đưa đẩy dữ lắm. Tôi bị một cái cận đại mổ từ đây xuống đây nè, ruột gan rồi tháo ra, ruột cái nọ. Giờ rồi tôi mới xin cái hưu trí non. Ok. Ra cái tôi thấy tôi thất thời rồi. Tôi mới ôm khăn gói ra đi. Không có bà nào bỏ tôi á, mình biết số phận mình. Nhưng mà bà này cũng kéo về hết. Nuôi. Không, bà nào cũng vẫn còn tình cảm với tôi. Đúng. Nhưng mà tôi bỏ ra đi cái câu chuyện của tôi. Đúng, có nghĩa là cái tình cảm mình hết rồi, tiền mình không còn, còn như ngày xưa nữa, sếp mình cũng không còn nữa. Hai cái đó không có thì phải ra đi. Tại sao vậy? Ai bị chú đi vô? Không, bộ mấy bà đội hả? Không phải, không có bà nào đâu. Âm thầm dục cái bà mình biết là mình tới đó thôi, phải không? Âm thầm ra đi, số phone trên tàu bỏ hết. Dạ. Trời, sau này đó, tới 7-8 năm sau đó, những người mà quen biết. Nhưng mà chú đi là chú đi đâu? Đi kiếm bà khác hay không, là không? Đi, không có đi một tiểu bang khác. Thường thường ta đi tu chứ bỏ không đâu, tại gì đi tu. Ngu sao tu. Ê, con nói chuyện cho vui thôi chứ chú đi đâu chú đi. Chú đi đâu mà đi để cho đi chứ. Mãn cho mấy bà đó. Bây giờ mình nói lại cuộc chiến Việt Nam, tại vì thật sự ra con cũng rất là muốn biết, tụi con là tuổi trẻ. Thành đi cũng muốn được diện chiến kiến chú. Nay cũng may mắn là cháu thì cháu quen với mấy đứa con ông này lâu đời rồi. Đó. Thì nay gặp chú, chú là người mà cũng giống như là sĩ quan ngày xưa. Thành đi ba cháu cũng vậy, nhưng mà ông đứt lâu rồi. Cái con người đã đi con đường đó trước thôi, chứ không có quan với quyền giờ chú này đó. Con nói là chú nghe là gì, tại vì thực sự ra đó thì con thấy, tại vì mỗi người thì có mỗi cái quan điểm, phải không? Mình nhận định thì nhiều khi á, mà nhận định mà tranh luận rồi này kia nó cũng phải có kiến thức, chú nghĩ đúng rồi không? Vậy đó, tôi về Hiếu Tân này ngày xưa tôi chê Hiếu Tân. Ngày xưa không bao giờ ông Nam, đại tá Nam đây đúng đó, con biết ổng là ổng quen biết tôi năm 68 trong ở Việt Nam ở bên Việt Nam lúc ổng trung tá. Thì năm 68 thì tôi sinh tá. Dạ đúng. Tôi sinh tá từ năm 67 đến khi gặp ông tới nội thân. Thân thiện với nhau lắm. Xưa ông cũng có hai bà vợ bên Việt Nam, bà nào nấy ngon lành lắm. Khi ông qua Mỹ 75 ông mới gặp cái bà thiếu thức tóc, chẳng ăn khăn quấn nữa. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ leo đầu leo ông cậu ông nữa. Vì nhỏ ông có mười mấy tuổi, 20 tuổi thôi mà làm cái giọng bà. Muốn đi ổng già, ổng dễ thương lắm, ổng dễ năm nay 85 tuổi. Dạ, ổng đàng hoàng, dễ thương. Rất đàng hoàng, tư cách. Tư cách đàng hoàng. Đúng là một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ổng mới nghe tôi đi, ổng gọi. Em cứ qua bên đây đi, có anh ở bên đây, anh là thủ cậu ở Hiếu Tân này nè. Ông bảo lãnh, có nghĩa là bảo lãnh từ cái tiểu bang kia qua đây. Cũng như là có người quen rồi. Đúng. Thì con về con hỏi thêm một cái vấn đề nữa. Ví dụ như hồi xưa đó, mình làm quân sự đi, ví dụ như chú, mấy chú vậy là quân sự đồng ý không? Thế thì cái cuộc sống của mình thì nếu mà nói lương bổng thì chắc cũng phải ok. Con nghĩ ba con cũng ok phải không? Mình đâu có thiếu thốn gì phải không? Hình như còn dư còn đánh bài nữa. Một cái thằng sĩ quan thiếu tá của thằng phi công. Một thằng thiếu tá của thằng bộ binh. Yeah. Biết toàn nha. Tại tôi ăn đủ số tiền hết á. Đúng.
thì cái đó công bằng, cái nào nó cực cái ông có 40.000 tháng, còn tụi tôi có 60.000 tháng. Dữ vậy, tại vì thì dính tụi tôi tiền nguy hiểm, đúng, tiền cơm trưa, tiền này tiền kia đó thì đúng rồi, tiền phi hành mà, đúng đó rồi. Thành ra tụi tôi hơn, còn khoái cái đó đó, còn khoái cái công bằng đó đó. Nên tôi thích hơn mấy đó nên tôi mới đi không quân. Dạ đúng rồi, đúng đúng không, vậy người ta mới chọn được người tài, thấy không, người có tài mới làm được cái chuyện đó. Trước khi mà vô lính đó ha, dạ, tôi mới nghĩ rằng một là tử, hai là tướng, tử là tướng, không đi lính thì thôi đỏ ngực mà xanh cỏ gì cộng sản nói vậy á. Một là xanh cỏ, hai đỏ ngực, cộng sản nói vậy. À, chấp nhận, chấp nhận thương đau. Dạ rồi, thế thôi. Rồi con hỏi thêm nữa, nếu mà như vậy thì mình đâu có cần phải tham nhũng, phải không? Chứ con nghe hồi xưa là trong quân đội cũng có người tham nhũng, có không? À, cái chuyện cái đó tham nhũng là do ảnh hưởng từ cái đầu óc của thằng Tây, thằng Tàu. Ồ, chứ đâu phải người Việt Nam mình đâu. Nó cho cái thằng Việt Nam mình. Dạ. Thằng Tàu nó đô hộ mình có ngàn năm, thằng Tây 100 năm. Dạ, đúng. Rồi những người mà ở tuổi với tôi bị ảnh hưởng. Dạ. Thế thôi. Dạ. Mình do nghĩa là... Chứ còn mấy ông cộng sản bây giờ ông ảnh hưởng đâu, cũng Tàu. Thằng Tàu 100%. Tâm chứ, hồi xưa mình còn bị Tây rồi, thì kêu mình giảm lại được bớt. Mình còn có thể cởi mở, yeah, bị Tây phương, yeah, thằng Tàu rồi chết, bị thương. Nhưng mà giờ con hỏi chú nè, tại sao trong tham nhũng chú biết không? Cái tham nhũng á, là gì? Cái bụng của nó đó, không, yeah, đáy, cái túi không đáy. Yeah. Khi mà nó được quyền gì hết á, yeah, mà nó nghe cái đó ăn được, nó, yeah, không có suy nghĩ hậu quả hay, yeah, là ảnh hưởng tới ai hết á. Dạ. Rồi. Còn như đúng tôi. Tham nhũng là có nghĩa mình thấy cái đó nó không bị ảnh hưởng tới ai. Còn như tôi. Yeah. Chẳng hạn như cỡ tôi muốn tham nhũng cũng được, nhưng, yeah, tôi không tham nhũng nhưng trên răng dưới dái. Bị đánh 3 đồng lương ở sống thôi. Ba con cũng vậy đó, ông cũng rất là okay, rất là liêm khiết. Con không biết sao phải liêm khiết, mới thì phải liêm khiết. Hôm nay á thì nói là tham nhũng hối lộ quan liêu của ông này không có. Ừ. Có. Không có gì để ăn. Còn, ví dụ giờ tôi muốn kể thấm cuộc đời của tôi lại câu tham nhũng. Ví dụ như hồi đó khi mà ông tỉnh trưởng ông nói bây giờ anh về anh làm quận được không? Yeah. Tôi nói cũng muốn lắm đại ca. Yeah. Thì ông hỏi bây giờ anh nhắm mà ví dụ anh về quận lấy thiêu một tháng anh có 2 triệu không? Yeah. Cái câu hỏi đầu tiên. Đúng. Đây anh nói không quân không tham nhũng hả? Không, nhưng mà nó tham còn hơn bộ binh, nó nằm trong cái, yeah, hạn chế. Đây ở ngoài mở là một ông tỉnh trưởng ở cái vùng đó, yeah, ông cần một cái ví dụ đặc, yeah, biệt, yeah, ông mới liên lạc cái thằng phi đồng trưởng, yeah, ok anh giúp cho tôi đi. Đúng. Cái ví dụ ngay chỗ chân thành hay kia nọ, ví dụ là đi bắn hay hoặc đi bỏ bom hay bỏ bom đó, anh chết, yeah, tôi sẽ trả cho anh 2 triệu. Đúng, tại vì ông đi nhưng mà ông trả 2 triệu để ông tôi đi. Tôi lại khác với mấy thằng phi đồng trưởng khác, yeah, tôi nói thưa đại tá không được, khi nào có cái lệnh từ tổng tham mưu tôi bộ tư lệnh với tôi. Đúng. Ra lệnh tôi mới đi. Đúng. Còn đại tá nhờ tôi, yeah, tôi không bao giờ tôi làm. Yeah. Oh, cái nhiệm vụ đó mình đi rồi, ví dụ như có tai nạn thì mình phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, đại nhiên. Mà có 2 triệu à, thì lúc đó nó không có đáng. Lương mình tới 60 ngàn, à, phải không? Đó. Còn những cái thằng mà có cái bụng tham nhũng, yeah, nghe tới đó, okay, khoái liền. Yeah. Nhưng mà nó sai phi công đi cho, yeah, nó đâu có đi. Đúng, à, nó ở đó nó ăn. À. Nó ở nó ăn. Nó sếp mà. Thì, tại vì con muốn hỏi thêm một cái vấn đề nữa thì rồi cái vấn đề của tham nhũng của cộng sản thì chú nghĩ nó làm sao mà nó tham nhũng? Hay rằng cộng sản đó, tại vì nó đói quá mấy chục năm đi nó mới tham nhũng. Đúng, đồng ý. Nó đói quá bây giờ quá mới tham nhũng chứ. Ra về Hà Nội nó đem vô Trung Nam mấy thằng tập kết đó, chén đốc nó đun ra, đúng, nó gói cho kỹ vô, thấy trong miền Nam toàn gắn kiểu ly kiểu rồi. Tại đây cộng sản là nó về rồi lấy lén ra sâu vườn tre dục. Đúng, à, đó. Giờ đòi nó thấy, tại vì lối tuyên truyền của nó, yeah, trong Nam nghèo khổ đối tách lắm, quyết định nó phải chiếm được trong miền Nam. Khi mà nó vô trong Nam rồi nó thấy dinh của thằng Hồ Chí Minh á, yeah, còn thua một cái nhà thường của cái đó là thực tế. Đúng rồi, là thực tế, đúng, nó thấy vậy đó. Yeah. Mình khổ
quá, đói mấy rồi con hỏi chú nè, tại vì sao? Tại vì có cái câu nói gì ta nói, chỉ cái bọn có chức có quyền mới nó có tham nhũng. Đó. Chú nghĩ cái đó nó đúng không? Có chức có quyền nó mới có quyền mới nó mới ăn được chứ. Nó đã có đầu óc tham nhũng lúc nào nó còn cái cấp chức à. Cái không có mấy cái người mà không có chức có quyền á thì không có cơ hội để mà không ăn. Không có cơ hội mà ăn. Không có, tại vì nó đâu... không ước mơ dạ. lắm. Dạ. Nên nó cố gắng làm sao? Dạ. Giành được đúng. Có một cái địa vị. Địa vị là phải lãnh đạo, thấy không? Tham nhũng là phải lãnh nó đạo. Nó có cái đầu óc lúc dạ. mà nó còn đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô rồi. Dạ. Mà khi dạ. nó vô được rồi đó, được, nó phải thực hành. Nhưng mà chú có nghĩ, nó nói là có khoảng chừng chỉ có một cái gọi là một cái nhóm nào mà gọi là giống như là giống như tham nhũng mà có tổ chức, phải không? Là cái thứ nhất. Cái sự tổ chức là có thì nó có một cái, nhưng mà mấy ông đó phải lãnh đạo. Lãnh đạo chẳng hạn như đúng. Từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ví dụ vậy đi. Ừ. Dài dài dài. Chứ còn đó. Mấy người ở dưới thì đâu có quyền như đâu. Ở trong miền Nam đúng. Là có thủ tướng Trần Thiện Kim. Trần Thiện Kim, ông đó có quốc không? Trời ơi. Ông đó quốc. Ổng là cung rồng hả một. Ghê vậy hả? Ông ăn còn dữ nữa. Anh là muốn lên làm trưởng ty quận nhất quận nhì. Oh. Có tiền hết á. Trời ơi. Mày từ sĩ quan mày tác chiến. Ừ. Bây giờ mày bỏ ra 2 triệu hay 3 triệu. Dạ, cái đó là chú nói là ông này, chú Sơn này nói là chắc chắn có, dạ, phải không? Dạ, dạ. Rồi. Chị hai là cái vụ tham nhũng mới đặt lên. Như vậy nè. Ông Trần Thiện Kim đầu nào ổng cũng được có thớ đó, đầu yeah. ông Diệm làm, yeah. làm con nuôi của ông Diệm, yeah. rồi tới đầu ông Thiệu là đàn anh của ông Thiệu, yeah. đòi nào ổng cũng sống được á, yeah. kêu là thằng ngu cũng chết mà thằng khôn quá cũng chết, thằng hiểu biết là sống, dạ yeah, đúng, đó, có nghĩa là ổng sống theo thờ, ổng sống theo thờ, thì cuộc đời thì có người này người kia chứ mình nhưng mà cái tham nhũng của ổng yeah. đó, yeah. không có ai trách được hết á, dạ tại vì ổng làm được phải không? Mày tác chiến mày khổ quá, bây giờ mày muốn về ngồi quận trưởng, quận 5, quận 4, mỗi quận là khác nhau nha. Đòi hỏi công bằng thôi. Ờ, mày bỏ tiền ra, ok, để cho mày làm quận. Thì con hỏi chú. Nhưng mà cái những cái thằng mà muốn về đó, yeah. tiền đâu có. Yeah. Nó mới ngồi giao với mấy thằng đại gia. Dạ, yeah, đúng. Ok, bây giờ tôi muốn về quận này, mấy ông giúp cho tôi. Rồi. Hồi xưa mình gọi là ép phe. Ép phe. Tôi... khi tôi được ngồi ghế quận đó, tôi sẽ nâng đỡ cho anh làm ăn buôn bán này kia nọ. Yeah. Mấy đại gia bỏ ra, chứ nó cũng đâu có bỏ lần nào. Thì đó. Còn mấy thằng mà muốn về đó cũng cái đầu óc tham nhũng. Cái đó là cái chuyện tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa mình, phải không? Đó, đó là tôi nói chính xác của mình. Dĩ nhiên là cái đó là nó cũng đã có nằm trong hệ thống. Tại có hệ thống hết rồi. Chứ làm sao khỏi. Hầu như tôi á, tại sao nó mua chuột cũng được. Dạ, thì đó. Tại mình không thích. Tôi về có dùng đồng khánh nào kia nọ. Chú là người liên khiết. Thằng á, nó biết tôi có thớ kia nọ. Dạ. Thì ta. Bây giờ... đi ra làm hành cảnh rồi đi, có yeah. tiền đi làm quận hay là làm kia nọ kia đi. Dạ. Vừa phải thân cầm cái họng không đi nha. Tôi thầm tác chiến. Đó, được chưa? Dạ. Yeah, ok. Đúng. Tôi có đồng lương. Dạ. Yeah. Cầm bỏ cái thái độ đó nha. Dạ. Yeah. Kiếm người khác đi. Yeah. Thì hồi nãy là tại chú nói cái câu rồi giống như nó đương tác chiến. Mà giờ nó muốn về đó thì nó cũng phải chung chi, phải không? Mà trước khi yeah. nó có tiền, bị gì tác chiến đâu có tiền. Dạ, yeah, tác chiến đâu có tiền đâu. Nó chạy về nợ rau cái vùng đó. Đúng, là nó có tiền. Nó gặp những thằng ra, bây giờ tôi sắp sửa về đây. Yeah. Bây giờ tôi cần đưa tiền. Yeah. Nó tới mấy thằng đại đưa gia. Câu người ta gọi là thân hào nhân sĩ. Đó. Rồi mấy kia nghe ông về đây. Dĩ nhiên là mình cũng không thích nó, nhưng mà nó làm được việc rồi cũng để cho nó làm. Đúng rồi. À, chú thấy bây giờ đi, hồi xưa đi. Hồi nãy con hỏi chú á, là cái vụ mà chú nói là lương chú cũng ok, thành đi mình không có muốn. À, không có muốn đụng tới làm gì, tại mình đã đủ xài đủ này kia rồi, mình không cần thiết nữa. Dư xài. Dư xài nữa. À, chú thấy tụi cộng sản cái đám mà chủ tịch nước á, chú thấy nó có 12 triệu một tháng à, phải không? Hoặc là tới 16-18 triệu một tháng nè, lương đâu có đủ cho hai triệu đủ. Đủ không lương cái đám bây giờ 60 triệu cũng đủ như thủ tướng á, vậy thủ tướng nó hình như nó khoảng chừng chắc chừng 20 trở lại, có nghĩa là trên nè có đủ phải không? Trên thì nhiêu, trên cho nó khoảng là 60-70 triệu à.
thủ tướng á hả, nhưng mà 60 triệu cũng mới bằng 3.000 mình bên này thôi à, nhưng mà tiền đó không đủ xi răng đó thì đúng nó đúng. Mỗi tháng nó kiếm vô cả triệu, trăm triệu luôn cho đừng có một triệu đúng à. Thì con hỏi chú á, bây giờ đi thì cái đó có phải nó là đòi hỏi công bằng không? Tại vì nó làm chuyện lớn mà cho nó lương ít quá nó đòi chứ sao? Không có tài sản vũ nào, nếu mà nói tới đất nước cái Việt đó là Nam luật pháp không cho phép, đúng không? Không có ai cho phép hết đó. Đúng kỷ luật luôn, không quân kỷ, không đúng. Có ai cho đúng. Phép đó, nhưng mà cái lương tâm nó cho phép nó đúng, tại vì nó cảm thấy không công bằng phải không? Lương tâm nó tự nó đặt ra và tự nó cho phép. Nó nói thí dụ như cháu nè, giờ cháu đi làm nè, ví dụ như lương của cháu là phải 25 đồng một giờ mà nó trả cháu có 15 đồng đó, đau không? Đau chứ, phải không chú? Có đau không nếu mà trả gì chú? Ok, đau. Bây giờ tới giờ rồi, lên đường rồi. Rồi hôm nay con rất là vui gặp mấy chú Ngọc Nguyễn Ngọc Sơn là chú gì đây con chú này hả? Chú Hoàng đi. Chú Hoàng rồi, con biết chú rồi. Con xin mấy chú cho con chụp tấm hình được không? Rồi không có, cho con hỏi câu cuối cùng. Ví dụ như con có một cái kênh YouTube, con muốn bỏ này lên YouTube rồi, chú có đồng ý không? Không đồng ý là con không bỏ. Không bỏ, dạ. Tôi ẩn danh mấy chục năm ở đây. Dạ. Ông Nam nè, kéo tôi về lên cộng. Không, không, cái lời nói của chú á, tại vì con cũng đâu có đưa mặt đưa gì đâu. Tại cái đó là cái giá trị. Không có. Miễn là cháu. Dạ. Văn dặn tiếng nói của chú Sơn là đủ rồi. Không cần gì một ai biết hết á. Dạ, không, cháu sẽ xin phép chú. Chú cho cháu cái số điện thoại, cháu gặp chú một lần nữa với cái tinh thần khác. Đó, vậy đó nha. Rồi, chú đồng ý không? Rồi, con ghi vô. Rồi, con cảm ơn chú. Vậy là con hẹn chú một ngày nói chuyện nữa nha. Rồi, con cảm ơn chú. Rồi, con ghi số phone liền. Rồi, cảm ơn chú.